đây là quái có khả năng chiếm quyền điều khiển quái của đối phương. Kết cuộc của Atem sẽ đi về đâu trước sức mạnh từ trò chơi bóng tối? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời ở phần sau nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bước vào trận đấu bài ma thuật của thế giới Toon. Xem sức mạnh, cách chơi và hình dáng đáng yêu của quái Toon. Trận đấu sắp kết thúc rồi, các bạn thấy thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu hay lần sau.